Thưa quý vị, mới đây theo AP, bồi thẩm đoàn của Manhattan ở thành phố New York, Mỹ đã ra quyết định truy tố cựu Tổng thống Donald Trump, vụ việc liên quan đến cáo buộc ông đã chi tiền để bịt miệng một nữ diễn viên phim người lớn. Ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố với một cáo buộc hình sự. Việc truy tố ông Trump đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, một cựu Tổng thống dính cáo buộc hình sự. Luật sư của ông Trump, Joe Tacopina, xác nhận sự việc và khẳng định sẽ đấu tranh mạnh mẽ chống lại lệnh truy tố này. Ông Joe Tacopina khẳng định thân chủ của ông không phạm bất cứ tội gì. Trong khi đó, luật sư Alina Habba nói ông Trump là nạn nhân của một hệ thống tư pháp bị bóp méo và cựu Tổng thống sẽ được minh oan. Theo nguồn tin của CNN, bản cáo trạng đối với cựu Tổng thống Donald Trump đã được Văn phòng Công tố quận Manhattan niêm phong và dự kiến được công bố trong những ngày tới. Ông Trump sẽ bị yêu cầu đầu thú và ra hầu tòa. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử của ông. Thông tin từ CNN cũng cho biết, các cáo buộc dường như liên quan cuộc điều tra của cựu công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg về việc ông Trump vi phạm luật pháp khi trả 130.000 USD thông qua luật sư thân tín Michael Cohen để ém nhẹm mối quan hệ cùng bà Daniels trong giai đoạn tranh cử tổng thống năm 2016. Nhà Trắng, văn phòng ông Bragg chưa bình luận về thông tin. Cựu Tổng thống Trump luôn khẳng định ông hoàn toàn vô tội. Đây là sự đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử ở cấp độ cao nhất trong lịch sử, ông Trump cho biết và nhắc đến Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Tôi tin cuộc săn phù thủy này sẽ phản tác dụng một cách mạnh mẽ đối với ông Joe Biden. Ông Trump đang phải đối mặt với hàng loạt bê bối có nguy cơ tác động lớn đến sự nghiệp chính trị và cuộc sống, trong đó có cáo buộc tập đoàn Trump đã gian lận tài chính, xử lý sai cách các tài liệu mật khi rời nhiệm sở và kích động bạo loạn tại đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Chỉ vài phút sau khi thông tin ông Trump chính thức bị truy tố được công bố, ông Trump đã có những động thái đáp trả cực mạnh. Luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với NBC News rằng ông Trump dự kiến sẽ có mặt tại văn phòng luật sư quận Manhattan vào đầu tuần tới. Theo The Guardian, vẫn chưa có thông báo chính thức về thời điểm chính xác cựu Tổng thống Mỹ sẽ trình diện trước chính quyền và hầu tòa, nhưng dự kiến phiên tòa thành phố New York, Mỹ sẽ diễn ra trong tuần tới. Người phát ngôn của văn phòng công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg cho biết luật sư của ông Donald Trump đã được liên hệ để điều phối việc hoàn tất các thủ tục trước phiên tòa với bản cáo trạng vẫn đang được đưa niêm phong, tờ New York Times đưa tin. Luật sư Lenny Davis của ông Michael Cohen, cựu luật sư riêng của ông Trump và cũng là người liên quan đến vụ việc, nói với đài CNN rằng bản cáo trạng không có gì đáng ngạc nhiên. Cuối cùng thì thời điểm cũng đã đến. Chỉ vài phút sau khi thông tin ông Trump chính thức bị truy tố được công bố hôm 30 tháng 3, ông Trump đã đáp trả. Tuyên bố của ông khá dài với nhiều cáo buộc nhằm vào Đảng Dân Chủ. Ông cũng cáo buộc công tố viên Alvin Bragg đang làm một công việc không chính đáng cho Tổng thống Mỹ Joe Biden và cho rằng chính quyền đương nhiệm nên tập trung vào các vụ giết người, trộm cắp và hành hung. Luật sư Alina Habba của ông Trump cho biết cựu Tổng thống là nạn nhân của một hệ thống tư pháp Mỹ bị bóp méo và khẳng định ông sẽ được minh oan. Các đảng viên Cộng hòa, bao gồm các con trai của ông Trump, đã công kích bản cáo trạng. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy tuyên bố Hạ viện sẽ quy trách nhiệm cho Alvin Bragg và hành vi lạm dụng quyền lực chưa từng có của ông ta. Trong văn bản gửi hãng tin AP, con trai của cựu Tổng thống, ông Eric Trump khẳng định bản cáo trạng là một mục tiêu cơ hội nhằm vào một đối thủ chính trị trong năm tranh cử, cũng như mỉa mai về tình hình an ninh ở New York, nơi vẫn nhiều người vô gia cư và xảy ra nổ súng gần đây, nhưng trọng tâm duy nhất lại là bắt được ông Donald Trump. Trong khi đó, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis nhắc lại rằng bang của ông sẽ không hỗ trợ bất cứ yêu cầu dẫn độ nào đối với cựu Tổng thống. Các cáo buộc trong vụ án này liên quan đến các khoản thanh toán được thực hiện trong chiến dịch tranh cử năm 2016 nhằm dập tắt các cáo buộc về hai cuộc gặp gỡ tình dục ngoài hôn nhân liên quan đến diễn viên phim người lớn Stormy Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal để ngăn họ công khai về mối quan hệ với ông Trump. Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên trong năm 2023 tại thành phố Waco thuộc bang Texas. Trước hàng ngàn người ủng hộ, tỷ phú Donald Trump đã dành phần lớn bài phát biểu của mình, khoảng gần 2 giờ đồng hồ, để công kích cuộc điều tra đang khiến ông gặp rủi ro pháp lý. Theo AP, trước hàng ngàn người ủng hộ, tỷ phú Donald Trump đã dành phần lớn bài phát biểu gần 2 giờ để công kích trước cuộc điều tra đang khiến ông gặp rủi ro pháp lý. Cựu Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh mình liên tục là nạn nhân của những cuộc điều tra giả vì mục đích chính trị. Theo USA Today, địa điểm được cựu Tổng thống Trump lựa chọn trong cuộc vận động tranh cử đầu tiên trong năm nay xét về mặt chính trị khá quan trọng đối với bản thân ông. Chiến lược gia chính trị theo Đảng Cộng hòa ở Texas, Matt Muscovyak, nhận định Waco ở trung tâm của những khu vực ủng hộ Đảng Cộng hòa ở bang Texas như Dartford, Worth, Houston, Austin và San Antonio. Người dân ở đó khá bảo thủ về văn hóa xã hội và ủng hộ chính sách về súng đạn. Tuy nhiên, trong một thông cáo được đưa ra sau đó, nhóm tranh cử của ông Trump cho biết
Waco được chọn làm điểm khởi đầu của cuộc vận động vì gần các trung tâm dân cư và có cơ sở hạ tầng để tổ chức một sự kiện lớn. Cuộc vận động tranh cử tại Waco được giới truyền thông đặc biệt chú ý do diễn ra trong bối cảnh các tin đồn về việc cựu Tổng thống Trump có thể bị bắt giữ đã xuất hiện dày đặc trong những ngày gần đây. Trong những tuần qua, Đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan, New York đã liên tục tiến hành lắng nghe lời khai của các nhân chứng có liên quan trong vụ án mà ông Trump bị cáo buộc trả tiền để che giấu mối quan hệ với nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trong giai đoạn vận động tranh cử vào Nhà Trắng hồi năm 2016. Điều này khiến giới quan sát nhận định rằng một bản cáo trạng có thể đã gần kề với cựu Tổng thống. Nếu bị truy tố, ông Trump sẽ gặp nhiều bất lợi trong cuộc tranh đua vào Nhà Trắng trong năm 2024. Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý khẳng định ông Trump vẫn có thể tham gia tranh cử. Việc truy tố ông Trump nếu xảy ra sẽ khiến cựu Tổng thống Mỹ chịu một số lệnh hạn chế nhất định trong khoảng thời gian chờ đợi xét xử. Các lệnh hạn chế sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch vận động tranh cử của ông Trump. Bên cạnh đó, việc truy tố cũng sẽ có những tác động nhất định tới niềm tin của cử tri vào Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử sắp tới. Vì vậy, các đồng minh chính trị cùng đội ngũ pháp lý của cựu Tổng thống đang làm tất cả những gì có thể để giải nguy. Trong diễn biến mới nhất liên quan việc truy tố trên, ngày 26 tháng 3, Thượng nghị sĩ Mark Warner thuộc Đảng Dân Chủ, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ cho biết, Cục Điều tra Liên bang FBI đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với bạo động có thể xảy ra. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi những người ủng hộ biểu tình phản đối nếu ông bị bắt. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công kích công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg, đồng thời cảnh báo về cái chết và sự hủy diệt tiềm ẩn nếu như ông bị truy tố trong cuộc điều tra về cáo buộc liên quan đến khoản tiền bịt miệng một ngôi sao phim nóng. Vào nửa đêm hôm 24 tháng 3, ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Loại người nào lại có thể buộc tội một người, trong trường hợp này là cựu Tổng thống Mỹ, người nhận được nhiều phiếu bầu hơn mọi Tổng thống đương nhiệm trong lịch sử và đang là ứng viên Tổng thống dẫn đầu của Đảng Cộng Hòa, với một tội ác mà ai cũng biết là không có thật, cũng như khi cái chết cùng sự hủy diệt tiềm ẩn với cáo buộc sai lầm như vậy có thể là thảm họa với đất nước." Cựu Tổng thống ghi thêm: "Tại sao và ai có thể làm một việc như vậy? Chỉ có một người có vấn đề về đầu óc thực sự ghét nước Mỹ." New York Times nhận định những bình luận này là bằng chứng cho thấy những lời tấn công ngày càng gay gắt của ông Trump nhắm tới ông Brock. Công tố viên Alvin Bragg đang dẫn đầu cuộc điều tra ông Trump dùng tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels hồi năm 2016. Người phát ngôn của ông Bragg chưa trả lời yêu cầu bình luận. Tuần trước, ông Bragg cho biết văn phòng sẽ tiếp tục áp dụng luật một cách đồng đều và công bằng và chỉ phát biểu công khai khi thích hợp. Trước đó, hôm 18 tháng 3, cựu Tổng thống đăng bài viết trên nền tảng Truth Social bằng chữ in hoa rằng ông có thể sẽ bị bắt vào ngày 21 tháng 3 và kêu gọi những người ủng hộ biểu tình. Tuy vậy, cho tới nay, những lời kêu gọi của ông Trump phần lớn bị phớt lờ. Chỉ một số ít người tham gia biểu tình vào đầu tuần này do một số đồng minh Đảng Cộng Hòa ở New York tổ chức. Vâng, thưa quý vị, ngay sau đó thì công tố quận Manhattan Alvin Bragg đã nhận được thư đe dọa ám sát vài giờ sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về cái chết và sự hủy diệt tiềm ẩn nếu như ông bị truy tố. CNBC hôm 24 tháng 3 cho biết ông Bragg nhận được bức thư tay chứa bột trắng với nội dung: "Alvin, tôi sẽ giết ông." Bức thư có dấu bưu điện từ Orlando, bang Florida, được tìm thấy trong phòng thư của ông Bragg ở Manhattan. Cảnh sát cho biết thứ bột trắng trong phong bì không nguy hiểm. Các điều tra viên của cảnh sát New York, NYPD và FBI đã đến hiện trường sau khi nhận thông báo về vụ việc. Thư dọa giết ông Alvin Bragg được phát hiện vài giờ sau một bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social. Theo Hill, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries nói rằng những lời nói của ông Trump có thể khiến ai đó bị giết. Ông Jeffrey cảnh báo về một thảm họa tương tự vụ bạo loạn tại Điện Capitol năm 2021 nếu ông Trump không chú ý về ngôn từ. Thư đe dọa công tố Alvin Bragg là một trong những lời đe dọa nhắm đến các quan chức Mỹ sau khi văn phòng ông Bragg thông báo điều tra về cáo buộc ông Trump trả tiền để bịt miệng ngôi sao phim nóng tại chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Văn phòng ông Bragg cũng đã gửi đơn Quốc hội Mỹ ngày 23 tháng 3 nói rằng ông Trump đã tạo kỳ vọng sai lầm khi nói ông có thể bị bắt trong tuần này. Bồi thẩm đoàn ở Manhattan cho biết ông Trump sẽ không được triệu tập cho đến tuần sau.